Mẫu xe điện Tesla Model 3 chính thức được bán tại Thái Lan, có tổng cộng 3 phiên bản là RWD, Long Range và Performance với giá dao động từ 1,759, 2,309 triệu bát khoảng 1,19, 1,57 tỷ đồng. Sau khi chinh chiến tại nhiều thị trường trên thế giới, cuối cùng thì hãng ô tô điện Mỹ Tesla cũng đến với Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan tiêu thụ ô tô điện nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, nên đây là thị trường đầy tiềm năng các thương hiệu như Tesla. Trên thực tế, Thái Lan không phải là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Tesla vì trước đó, ô tô điện của tỷ phú Elon Musk đã được bán chính hãng tại Singapore. Vào thời điểm hiện tại, Tesla bán hai mẫu xe ở thị trường Thái Lan là Model 3 và Model Y. Trong đó, Tesla Model 3 có tổng cộng 3 phiên bản là GVKD, Long Range và Performance với giá giao động từ 1,759-2,309 triệu baht, khoảng 1,19-1,57 tỷ đồng như vậy. Mẫu ô tô điện này có tương đương với Toyota Camry đang bán tại Việt Nam, 1,07-1,46 tỷ đồng. Tại thị trường Thái Lan, Tesla Model 3 sẽ được định vị như đối thủ của BMW 3 Series và Mercedes-Benz C-Class. Đồng thời, mẫu xe này có kích thước tương đương những mẫu xe đen cỡ D như Honda Accord hay Toyota Camry. Mẫu ô tô điện Mỹ sở hữu thiết kế mượt mà và khí động lực học. Xe không có lưới tản nhiệt và được trang bị đèn pha LED toàn phần đèn sương mù, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, nóc bằng kính, đèn hậu LED cũng như khoang hành lý có thể tích 649 lít. Bên dưới nắp capo của xe có thêm ngăn chứa đồ nhỏ với thể tích 88 lít. Ở bản giờ VKD tiêu chuẩn, xe sẽ dùng vành Aero Wheel 18 in tiêu chuẩn hoặc vành Sport 19 in tùy chọn. Trong khi đó, bản Long Range dùng vành Sport 19 in tiêu chuẩn. Riêng bản Performance được trang bị vành Uber Turbine 20 in. Bên trong Tesla Model 3 là không gian nội thất cũng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Điểm nhấn nổi bật nhất của nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 15 in, dùng để chỉnh mọi tính năng trên xe. Do đó, mẫu ô tô điện này không có những nút bấm cơ học thông thường. Điều này mang đến sự gọn gàng cho nội thất, nhưng sẽ khiến người dùng phải mất thời gian làm quen. Thêm vào đó là vô lăng ba chấu và chỉ có hai nút cuộn điều khiển ở hai bên. Đằng sau vô lăng cũng không có bảng đồng hồ như thiết kế của ô tô truyền thống. Phía dưới màn hình cảm ứng trung tâm là hai sạc điện thoại thông minh không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh 14 loa với loa trầm và hai amply. Tương tự xe ở những thị trường khác, Tesla Model 3 dành cho Thái Lan cũng có công nghệ hỗ trợ lái bán tự động Autopilot. Đây cũng là một trong những công nghệ được chú ý nhất của xe Tesla. Phiên bản mới của Autopilot mang đến những tính năng như tự động lái trên một số cung đường cụ thể, tự động chuyển làn đường, tự động đỗ xe, gọi xe đến chỗ người lái. Nhận biết đèn tín hiệu và biển báo giao thông. Tại thị trường Thái Lan, Tesla Model 3 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, Tesla có tiếp tục ra mắt xe ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.